trăng. Mong rằng hai đứa mình thành đôi, để hai chúng ta sẽ kết duyên vợ chồng. Một tiếng thôi mình đi hết đoạn đường đời, sông cạn đá mòn mình vẫn nắm chặt tay. Anh xin cảm ơn đời vì được người anh thương, để ta sớm hôm lo cây hai vuông trồng. Ngày mai kia cao trầu xin đưa lối, đám cưới tưng bừng cho hai họ được làm xuôi gia. Em ơi, hôm nay đám cưới đôi mình, bà con hai bên đến chúc mừng ngày đám cưới. Pháo nổ tưng bừng cùng bao lời chúc nhau, nâng chén rượu nồng cho duyên hòa mãi chẳng dời. Đám cưới tụi mình vui thiệt là vui. Đôi ta kết duyên lành sẽ một lòng bên nhau, bởi thế gian chỉ có em là vợ hiền. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mãi đẹp tình phu thê. Xin cảm ơn đời vì được người anh thương, để ta sớm hôm lo cây hai vuông trồng. Ngày mai kia cao trầu xin đưa lối, đám cưới tưng bừng cho hai họ được làm xuôi gia. Bà con hai bên đến chúc mừng ngày đám cưới, pháo nổ tưng bừng cùng bao lời chúc nhau, nâng chén rượu nồng cho duyên hòa mãi chẳng dời. Đám cưới vui mình vui thiệt là vui. Đôi ta kết duyên lành sẽ một lòng bên nhau, bởi thế gian chỉ có em là vợ hiền. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mãi đẹp tình phu thê. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mãi đẹp tình phu thê. Mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lông bạc đầu. Bể dâu kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa
trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió buôn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh chẳng soi bóng yên hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thờ với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác buôn làng ta hai xa quyến vui cười thiết tha, dọn dàng châu cao tới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc giang lòng bạc đầu. Trên có muôn ngàn mây theo gió muôn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh chẳng soi bóng yên bình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác buôn làng ta hai xa quyến vui cười thiết tha, dọn dàng châu cao tới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc giang lòng bạc đầu. Mình cùng thưa với mẹ cha. Rồi tìm thấy ở nhau một tình yêu trong sáng, một tình yêu đích thực, và đã về thừa mới đôi bên cha mẹ, được đôi bên cha mẹ tác thành cho đôi bạn trẻ nên duyên chồng vợ. Vì vậy ngày hôm nay là một ngày đẹp trời của mùa hè Hà Nội. Quý vị chúng ta đang có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái, dự chương trình 3 trong 1, đó là ăn hỏi, xin cưới tân cưới và thống nhất ngày giờ tổ chức lễ vô quy và thành hôn. Vậy lúc này Đức Viết thay mặt cho ban tổ chức của gia đình nhà gái trịnh trọng tuyên bố
chương trình 3 trong 1 lấy ăn hỏi, xin cưới tân cưới và thống nhất ngày giờ của cô dâu Nguyễn Ánh Sánh Nguyên với chú rể Mạnh Hùng chính thức được hoa đô. Cho dù con mình con lớn bao nhiêu đi chăng nữa, các bậc làm cha mẹ vẫn sát theo con từng ngày trên mọi nẻo đường để che chở cho con. Vậy lúc này thay mặt cho ban tổ chức của gia đình nhà gái, xin trân trọng và kính mời hai vị trưởng đoàn của nhà trai và nhà gái sẽ ra sân khấu để phát biểu trong chương trình. Nghi thức đầu tiên đó là nghi thức lễ ăn hỏi. Và giờ đây thì đã có sự hiện diện của hai trưởng đoàn rồi. Thay mặt cho ban tổ chức của gia đình nhà gái, xin mời trưởng đoàn của nhà trai, ông sẽ có đôi lời phát biểu và xin phép được dẫn lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Xin mời ông ạ. Kính chào các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác. Hôm nay ngày lành thứ tốt, một gia đình ông bà thành thân có đỡ đến gia đình ông bà ông Hà bắt thương gia tiên và có lời ăn hỏi với gia đình nhà trai. Lời đầu tiên tôi gửi lời kính chúc sức khỏe và an khang thịnh vượng của cả gia đình nhà mình. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác của cháu Hùng, xin phép được làm đại diện cho họ là trai. Xin giới thiệu và với họ là gái. Toàn là gái, chúng tôi hôm nay cũng có ông bà nội ngoại, cô chú bác cũng còn là anh chị em tới sự đỡ của cháu Hùng và cháu Anh. Thật sự cái chút của hai gia đình hôm nay gia đình được bà Anh có sở đã đến thắp hương cho tiên và báo cáo với lại các đồng tộc. Con đã này mong gia đình ông Đông Hà như là chân chất và tạo điều kiện cho hai cháu người nhắc đến bước như là hôn đỡ. Xin cảm ơn ạ. Thay mặt gia đình xin cảm ơn và tiếp đón của gia đình của cái xin chân thành cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe lời phát biểu của trưởng đoàn phái đoàn họ nhà trai đã thay lời ủy nhiệm của bố mẹ chú rể ngày hôm nay đại diện phát biểu và đặc biệt là xin phép được dẫn lễ ăn hỏi. Vậy để tiếp nhận ý kiến đó thì lúc này toàn thể quý vị chúng ta sẽ lắng nghe lời phát biểu của trưởng đoàn nhà gái, lại chính là ông ngoại của cô dâu sẽ đại diện ngày hôm nay sẽ chấp nhận lễ ăn hỏi ạ. Xin mời ông ạ. Kính thưa các ông, các bà, hôm nay gia đình trai cũng tường khá xa rồi mà thấy các cụ nắng nôi rất là vất vả, cũng vì con vì cháu mà lên trên đây là quê hương của Tây Tứ Bắc Tử Liêm. Tôi là ông ngoại của cháu Ánh. Lời đầu tiên, xin có lời chúc mừng sức khỏe với tất cả các cụ, các ông, các bà của 2, 3, 4 bên họ bên gia đình người ta một sức khỏe. Gia đình nhà trai hôm nay có sắm lễ vật nên để làm thủ tục lễ ăn hỏi cho cháu ấy. Tôi thay mặt bên họ nhà gái xin nhận cái lễ vật của gia đình nhà trai là cũng phút này xin nhận cháu Hùng là con cháu của chúng tôi đẹp trai quá, thích quá. Báo cáo là các cô gái mà như thế tôi phải kiến hết ạ. Vâng, quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay lớn để cảm ơn hai trưởng đoàn đã phát biểu ngày hôm nay ạ. Xin mời hai trưởng đoàn sẽ trở về hàng ghế uống nước, ăn trầu và tiếp khách. Thưa quý vị, và lúc này thì chúng ta sẽ đến với nghi thức chào lễ ăn hỏi. Vậy lúc này xin mời hai bên bố mẹ cùng lên sân khấu ạ. Một tràng pháo tay lớn của quý vị để chào đón hai bên bố mẹ của cô dâu và chú rể. Trong chương trình lễ ăn hỏi thì miếng dầu sẽ là đầu câu chuyện. Và chính vì vậy lúc này thì xin mời bố mẹ của chú rể sẽ trao cháp lễ chầu cầu. Và sau đó là bố mẹ của cô dâu sẽ là người nhận. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư nào. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi.
nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Thưa quý vị, hiện nay thì có sự hiện diện của hai trưởng đoàn rồi. Vậy xin mời trưởng đoàn của nhà trai, ông sẽ có đôi lời phát biểu và xin phép được là xin cưới, sau đó là sẽ có lễ để dẫn cưới. Xin mời ông ạ. Quan hệ như là gọi của cháu Hùng và cháu Anh đã hợp chưa? Tôi thay mặt cho nhà trai chúng ta qua buổi tức là lễ hội hôm nay, gia đình cha tôi là có đỡ đám cưới và mong cho gia đình nhà gái các con xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe lời phát biểu của trưởng đoàn phái đoàn họ nhà trai. Ông trưởng đoàn đã xin phép là xin cưới và dẫn cưới. Và tiếp nhận ý kiến đó thì xin mời chúng ta lắng nghe lời phát biểu của trưởng đoàn nhà gái, đó là ông ngoại của cô dâu. Xin mời ông ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông bà, cái việc đầu tiên là cái lễ ăn hỏi cháu. Không ạ, chúng tôi đã nhận rồi. Thế bây giờ đến tiến tới cái nơi thành hôn của các cháu thì cái này thì cũng thay mặt cho nhà gái chúng tôi cũng chấp nhận là cái kế hoạch của gia đình nhà trai tổ chức lễ thành hôn của các cháu. Còn tổ chức vào ngày giờ nào thì cái này để gia đình hai bên là sẽ có cái bàn bạc để cho nó phù hợp với cái thời gian để các cháu còn chuẩn bị con đông gạo đông nước hay là mua thịt mua đá các thứ ạ. Phải không ạ? Thế cho nên là thôi cảm ơn họ này và tôi chấp nhận là cái kế hoạch của gia đình nhà trai. Còn thế là một tràng pháo tay lớn để cảm ơn hai ông ạ. Và hai ông sẽ bắt tay nhau cái nữa. Xin cảm ơn hai ông. Và bây giờ hai đại diện thế này trở lại hàng ghế cũng được ăn trở và tiếp khách. Thưa quý vị, vậy lúc này thì toàn thể quý vị chúng ta sẽ đến với một chương trình, đó là trao lễ dẫn cưới. Tổ chức lúc này xin mời mẹ chú rể sẽ trao cho mẹ cô dâu. Yeah.
mà đọ môi hồng cho anh mượn đất anh trong vụ khoai. Nắng che tay ướt ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai. Bằng chân năm ngón xinh ngoan em đi trong nắng chang chang. Dẫn xin anh trong sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám trai đang là anh là anh chứ không ai. Chồng em trong tương lai mù có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài. Ơi em cô gái vân đào em ưng anh kết đủ hồng pháo hoa. Tia nắng trong thành không xa rời.
luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Xa đời chờ sang, tình sáng ngút ngàn
đại diện cho anh em tập đoàn âm nhạc Tiêu Huyền Pro trân trọng tuyên bố chương trình live sân nghệ thuật lớn nhiều của duyên với chủ đề mãi mãi một tình yêu mười phút chung này dành cho em Mạnh Hùng và Nguyễn Ánh trong buổi tối ngày hôm nay. Xin phép chính thức được bắt đầu. Vâng ạ, xin quý vị có thể âm vang vang lên những trống tay thật lớn, thật giòn giã được không ạ? Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể vị quan khách, các bạn trẻ, nam nữ thanh niên trân trọng và quý mến, đúng là chim nước cánh đón tin mừng hạnh phúc, hoa hé cười đón nắng bình minh với đời chị đẹp xinh, đẹp đến hợp phường, chúc may một nhà, họ hàng cô bác gần xa đến mừng ngày phúc tỏ tận được kê để chúc cho xuyên tạm bác kê. Và kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể anh chị em có mặt trong buổi hôm nay. Qua một thời gian, hai cháu Hùng và cháu Ánh đã gặp gỡ, tìm hiểu và đi đến xây dựng hạnh phúc cho năm với nhau. Hôm nay được sự đồng ý của hai gia đình cũng như được sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương của hai địa phương cho phép hai cháu xây dựng hạnh phúc cho năm với nhau. Đỡ lời cho ông bà Thanh Thanh và đỡ lời cho cô dâu chú rể, xin mời tất cả các cụ công các bà uống nước hơi dầu để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Trước khi dừng lời, xin chúc toàn thể các cụ công bà cùng toàn thể anh chị em lời chào mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Thế trong quá trình thời tiết này, thế rồi không gian nó có chật hẹp nên cái sự tiếp đón của gia đình cũng còn có nhiều thiếu sót. Thế mong tất cả các quý khách như là thông cảm. Đấy, xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, những lời phát biểu rất là ngắn gọn, rất là nghĩa của bác đại diện cho gia đình con trai chú rể Mạnh Hùng trong buổi tối nay. Và bắt chầu uống thuốc cũng như một nửa sẽ cùng ngỡ nhìn về khu vực đài hoa chính trong buổi tối nay để cho đón sự này tiếng hát lữ ca sĩ Đài Trang với những giai điệu âm nhạc tình ái nhất của mình. Trân trọng được kính mời và đón chào.
bắt đầu đấy bạn ạ. Bạn cầm lên giờ đó. Tao là một cần cái này chói không nhìn thấy gì đâu. Anh tí về vô tổ số với em nha. Anh để. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I'm not afraid to die.
thay mặt ban tổ chức gia đình nhà gái trịnh trọng tuyên bố lễ phu quy của cô dâu Nguyễn Ánh sánh duyên với chú rể Mạnh Hùng chính thức được bắt đầu. Bởi vậy mới có câu rằng qua sông thì có bến có đò, gà con cũng có dặn dò đôi câu, dặn con sớm sớm chiều chiều. Giờ đây hai họ sẽ có đôi điều kính thưa. Thay mặt ban tổ chức của gia đình nhà gái, trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của nhà trai và nhà gái sẽ lên sân khấu để phát biểu xin đón dâu, trao chẳng thề và nhận lễ đón dâu cũng như là chấp nhận chẳng thề ạ. Và bây giờ toàn thể quý vị chúng ta nổ tràng pháo tay thật lớn để chào đón trưởng đoàn hai bên gia đình lên sân khấu ạ. Thưa quý vị, hiện nay trên sân khấu chính đã có sự hiện diện của hai trưởng đoàn nhà trai và nhà gái. Vậy lúc này thay mặt cho ban tổ chức, xin mời trưởng đoàn của nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu và có lễ để xin đón dâu cũng như là trao chẳng thề cho nhà gái ạ. Xin mời ông ạ. Kính thưa toàn thể ôn, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, trong buổi hôn lễ hôm nay, tôi được đại diện cho gia đình trai xin có đôi lời phát biểu. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các ông, các bà cùng toàn thể các vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái hôm nay. Trong quá trình tìm hiểu của hai cháu cũng như được sự nhất trí của đôi bên gia đình, hôm nay gia đình chúng tôi có sửa chiếc lễ để đến thắp hương cùng quan hệ gia viên, và đồng thời cũng là xin cháu về quan hệ nơi để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi thay mặt cho gia đình nhà trai xin kính chúc toàn thể các cô, các ông, các bà luôn mạnh khỏe, đạt được nhiều thành tích và đồng thời được nhiều sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, quý vị chúng ta vừa nghe lời phát biểu của trưởng đoàn phái đoàn họ nhà trai. Ông đã có đôi lời phát biểu và có lễ để xin đón dâu, và đặc biệt là cũng chào chú rể Mạnh Hùng từ nay sẽ làm con làm cháu trong gia tộc của gia đình nhà gái. Và để đáp lại tình cảm của gia đình nhà trai đã xin, thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ lắng nghe lời phát biểu của trưởng đoàn nhà gái, này là ông ngoại của cô dâu sẽ phát biểu là nhận lễ xin đón dâu và cũng như là nhận chẳng gì ạ. Xin mời ông ạ. Thay mặt các thành viên của gia đình nhà gái, tôi xin có ý kiến là trước tiên xin cảm ơn sự chăm sóc rất chu đáo và nhiệt tình của gia đình họ nhà trai. Cái thứ nhất, cái điều thứ hai là chúng tôi đã cũng thay mặt họ nhà gái và xin nhận cháu Hùng là chồng của cháu Nguyễn Ánh. Đấy, cái làm con làm cháu của toàn thể trong họ hàng gia tộc của gia đình nội ngoại bên chúng tôi. Và chúng tôi xin cảm ơn gia đình đã rất là chu đáo, đã đến có cái lễ để xin nhận cháu Nguyễn Ánh về làm dâu, làm con, làm cháu của các cụ công, các bà trên nhà. Tôi xin chân thành cảm ơn và cũng giao cháu Nguyễn Ánh từ nay về dưới các cụ công, các bà ở dưới nhà. Dù sao trong lúc cháu nó còn nhỏ dại, thôi thì khôn thì các cụ lại ít mà dại thì các cụ lại nhiều. Xin chân thành cảm ơn toàn thể hội hôn. Đang ra một chút ạ, để cho hai mẹ sẽ lên chào lễ để xin đón dâu. Thưa quý vị, lúc này thì bên nhà trai xin và bên nhà gái đã chấp thuận. Vậy lúc này thì mẹ của chú rể sẽ chào lễ xin đón dâu và mẹ của cô dâu sẽ nhận. Và quý vị chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai bên gia đình ạ. Và thưa quý vị, con người chúng ta ai sinh ra đều phải có tổ, có tiên. Như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới tươi cảnh xanh lá, sông có nguồn mới bể đằng sông sâu. Cô dâu chú rể được như ngày hôm nay là nhờ ơn của tổ tiên, ông bà và từ thân phụ mẫu bên có. Bởi vậy là đã nhận lễ xin đón dâu rồi, thì xin mời bố mẹ của cô dâu sẽ đưa chú rể về nhà để đón cô dâu cháu hoa, sau đó sẽ ra trước mặt thờ để làm lễ thân tiên. Xin mời ạ. Con đường dù là đôi khi
quý vị, một là chàng trai đẹp trai hào hoa phong nhã, đó là chú rể Mạnh Hùng ngày hôm nay được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất anh hùng Hải Dương. Cô dâu Nguyễn Ánh và chú rể Mạnh Hùng xinh đẹp nhất Tây Tiểu Bắc Từ Liêm Hà Nội và Hải Dương thì một tràng pháo tay thật lớn nhé. Thưa quý vị, và ngày hôm nay thì cô dâu chú rể không chỉ nhận những tràng pháo tay chúc phúc tốt đẹp đó của quý vị mà còn nhận rất là nhiều các phần quà của đại gia đình nhà gái dành tặng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Thưa quý vị, và phần quà đầu tiên ban tổ chức mời lên sân khấu đó là phần quà của ông nội cô dâu ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì ông nội sẽ có phần quà dành tặng cho hai cháu. Hai cháu món quà và ông bảo là một thay lời cho cô dâu chú rể cảm ơn ông nội nhiều ạ. Chúc ông nội có thật nhiều sức khỏe ạ. Chúc mời lên sân khấu là phần quà của ông ngoại và bà ngoại ạ. Ông ngoại và bà ngoại rất là phấn khởi trong xuân những ngày tổ chức này. Vâng, xin mời ông bà sẽ có phần quà dành tặng cho các cháu ạ. Bây giờ là tặng quà thì bà ngoại nói gì với cháu mình nhỉ? Bà cho cháu đến cho cháu hạnh phúc. Vâng, chị chúc hai cháu hạnh phúc. Và thưa quý vị là ông bà chúc ông bà có thật nhiều sức khỏe. Và chắc chắn là cuối năm nay thì ông bà sẽ được bế chắc. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vời. Nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc chào xa. Chúng ta nổ tràng pháo tay thật lớn để chào đón bố mẹ của cô dâu lên sân khấu. Cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm như sao giữ em. Xin cảm ơn bố mẹ của cô dâu rất là nhiều ạ. Và phần quà tiếp theo ban tổ chức xin mời phần quà của các cậu, các thơ, các chú, các gì của cô dâu sẽ lên sân khấu để dành tặng cho các cháu thân yêu của mình. Món quà để làm kỷ niệm, xin mời. Có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh chào dân, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta. Cặp mây xanh năm nay xuống trời, ấm năm nay ơi buồn thay em từ những tháng thời. Em đang cô đơn khi bàn tay đâu đưa đây. Em cũng như trong qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi đây mà em ở đâu anh mang trong cao quan rước dâu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to thật có ra muốn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chức cùng toàn thể các ông các bà trong buổi tân hôn hôm nay. Được sự nhất trí của gia đình tôi và sự thống nhất của hai cháu, tôi thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn và gia đình nhà gái đã đón tiếp tôi nồng nhiệt, và đồng thời có điều gì thiếu biết thì mong gia đình cũng thông cảm cho gia đình. Còn bây giờ cũng đã đến giờ hoàng đạo của gia đình hai cháu, đưa hai cháu về gia đình để làm lễ tổ chức. Vậy gia đình xin kính mời toàn thể các ông các bà, anh em và các cháu cùng bạn bè của hai cháu về tại gia đình quê hương xã Chi Lăng Bắc để làm lễ kết hôn cho hai cháu. Tôi xin chân thành và cảm ơn. Và ngay hôm nay cho phép anh Dũng và nghệ sĩ Công Huy được đại diện cho anh em tập đoàn âm nhạc Tuyền trịnh trọng tuyên bố chương trình đại tiệc cưới, đại tiệc đính hôn chú rể Mạnh Hùng Sánh Duyên cùng cô dâu người đánh trong buổi chiều nay. Xin phép chính thức được bắt đầu. Thế năm rồi anh không biết bao nhiêu anh ngày của ta rất là quá, ta đến bên nhau có đông tàn ngày tận, ta đến bên nhau không phải một lần.
mà sẽ đến bên nhau thật hạnh phúc. Những chàng trai đồng nghiệp của quý vị đâu hết mời vỗ tay lớn lên để chúc mừng. Và để mở đầu câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của đôi bạn trẻ Mạnh Hùng và Nguyễn Ánh trong buổi chiều nay, ngay sau đây xin mời tất vị chúng ta sẽ cùng tự nhiên ăn trầu, uống thuốc và sẽ cùng dành chọn những ánh nhìn đưa thương mình trở về với khu vực đài chính trong buổi chiều nay để cùng chào đón làm quen với nữ ca sĩ xinh đẹp, nữ ca sĩ khách mời Đài Trang, một người con của quê hương Thanh Miện sẽ cùng trở về sân khấu với những giai điệu âm nhạc yêu thương để hát mạnh phúc cho năm dành cho em Mạnh Hùng và Nguyễn Ánh. Và xin mời chúng ta sẽ cùng chào đón nữ ca sĩ Đài Trang bằng một tràng tay thật to. Vị quan khách, các bạn trẻ, nam nữ thanh niên trân trọng và kính mến, ca dao tục ngữ có câu: con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội mới là cành xích lá, nước có nguồn mới bề đặng sông sâu. Hai em Mạnh Hùng và Nguyễn Ánh có được niềm vui ngày hạnh phúc như ngày hôm nay thưa quý vị, đặc biệt là thế trẻ chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ, tứ thân phụ mẫu hai bên. Và chuyện ngày xưa các cụ có kể lại rằng cha mẹ đặt đâu con người đó, chuyện bây giờ sinh thành thì bởi mẹ cha, lên duyên đứa lứa có mẹ cha với cùng. Cha mẹ ơi, chúng con nguyện nghe lời, dâu hiền dễ thảo, cha mẹ vui tuổi già, một lòng kính mẹ kính cha, cho trò trẻ yếu mới là đứa con. Và để lối tiếp chương trình đại tình ngôn, chúc hạnh phúc cho năm dành cho đứa trẻ Mạnh Hùng Nguyễn Ánh trong buổi chiều nay, ngay sau đây ban tổ chức của gia đình xin được trân trọng giới thiệu và mời trở về với khu vực đoá chính tình cảm hai bác trưởng đoàn đại diện hai gia đình nhà trai nhà gái, đại diện hai ông bộ trưởng bộ ngoại giao của bên gia đình sẽ cùng trở về sân khấu với những lời phát biểu cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời và đón chào. Và quý vị chúng ta xung vang lên một trong tay thật to thật giòn để chờ đón sự diện hai bác trưởng đoàn trong buổi chiều nay, xin mời. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh. Trong cảm ơn em bác rất nhiều. Và thưa quý vị mến, đang hiện diện được bậc đại hoa sư cấu lúc này đó chính là hai vị trưởng đoàn đáng kính của hai bên gia đình. Và để lối tiếp câu chuyện chiều cao của đôi bạn trẻ Mạnh Hùng và Nguyễn Ánh trong buổi chiều nay, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình cảm những lời phát biểu ân tình đến từ vị trưởng đoàn đại diện gia đình con gái. Trân trọng được kính mời bác. Kính thưa toàn thể mọi luôn, tôi là đại diện và thành viên của gia đình họ nhà gái, hôm nay đến gia đình nhà giai giao cháu con bé con này gia đình họ nhà giai. Thành viên của chúng tôi gồm có bên nội bên ngoại, toàn thể họ hàng anh em chòm xóm và đưa cháu về nhà chồng. Đấy, trước tiên tôi cảm thấy rằng là cái sự đón tiếp rất là nồng nhiệt, rất là tình cảm, rất là ưu ái đối với gia đình họ nhà gái chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đưa cháu về đây
biết rằng là cháu có lớn nhưng mà cháu chưa có khôn đấy. Thế thì mong được sự là dạy dỗ chăm sóc của các cụ, các ông, các bà bên họ nội, họ ngoại, bà con tròn xóm, cháu nó có cái điều gì không phải. Mong cái sự ưu ái của gia đình đối với cháu. Một lần nữa xin thay mặt họ nhà gái chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của toàn bộ gia đình nội ngoại của bên họ nhà gái ạ. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, thay mặt cho gia đình cũng như đến lại cho chú rể cô dâu một nữa xin ghi nhận và gửi lời cảm ơn trân trọng tới tình cảm, những lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái, một nữa trân trọng cảm bác rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, nhà gái giao dâu ra cả ân tình, nhà trai cũng xin nhận dâu, nhận cả tâm tình của chung. Và ngay sau đây xin mời thật quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình cảm, những lời tâm sự đến từ vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ trai. Trân trọng được kính mời bác. Kính thưa toàn thể hội hôn, kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà trong buổi hôn ngày hôm nay, được sự nhất trí của hai gia đình cũng như là hai cháu, hôm nay hai cháu làm lễ tổ chức, hai cháu mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các anh, các chị và anh chị em, bạn bè, thân nhân của hai cháu đến tại gia đình uống nước, hút thuốc, ăn trầu và chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Tôi thay mặt cho gia đình nhà trai đứng trước cầu hôn, xin nội và ngoại tộc đón và nhận cháu. Kể từ giờ phút này, hai cháu sẽ trở nên vợ nên chồng giữa hai gia đình, thêm những người con, dâu hiền, rể hiếu. Tuy nhiên hai cháu còn trẻ người non già, với sự suy nghĩ và vớ vấp trong trường đời còn ra đẹp. Tôi cũng mong rằng nhờ sự giúp đỡ và quan tâm của đôi bên gia đình cũng như sự giúp đỡ của các cô dì chú bác bên cạnh theo đấy. Sau đây tôi nhường lời tới ban tổ chức chủ trì lễ hôn chỗ đây thật tươi vui và phúc phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình cũng như nếp sống văn minh và đẹp đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Một lần xin ghi nhận và lời cảm ơn trân trọng tới tình cảm, những lời phát biểu vô cùng tâm huyết và ý nghĩa của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ trai trong buổi chiều nay. Và thưa toàn thể thân mến, đúng là niềm vui con cháu niềm vui chung mà gia đình hai bên thỏa tấm lòng. Hôm nay thì dung mạo chúc may tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm, hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Và giây phút này tại lễ đường của tình yêu của gia đình họ trai chú rể Mạnh Hùng để đánh dấu mốc son lịch sử, mốc son trọng đại giữa bên gia đình trong buổi chiều nay, ban tổ chức của gia đình xin mời hai bác ạ sẽ cùng người nhìn vào nhau và sẽ cùng dành nhau một cái bắt tay và cùng đặt chặt để kết tình đồng dài huy ảo giữa nhà. Và sau khi chúng ta sẽ cùng hân hoan nổ lên một tròng tay ạ thật to thật dài đặc biệt để chúc mừng cho mối tình đông gia, mối tình đẹp duyên của hai bên gia đình trong buổi chiều nay ạ. Đủ lá hoa sẽ nở, đủ gió hương sẽ bay, đủ yêu thương hạnh phúc lại đông đầy. Và sự phút này xin mời toàn thể vị chúng ta sẽ cùng nghe trong lắng trong gió những gì đang diễn ra, đó chính là những giây phút yêu thương, những giây phút tuyệt vời nhất, lãng mạn nhất của hai em Mạnh Hùng người đánh bữa trước nay. Đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng đứng lên trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, chiếc vòng cầu hôn tuyệt vời thiêng liêng nhất cả cuộc đời. Trân trọng kính mời em. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh, tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Anh sẽ luôn ở bên người và đời này người sẽ mãi che chở cho em, mình sẽ bên nhau
sao rời và mình cùng nguyện ước bên nhau mãi thôi. Cô sâu trong anh duy nhất trong ai xin em hãy làm vợ anh em nhé. Trong cuộc hôn từ sâu giờ nào sẽ nắm tay nhau đến bao mai. Đời bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng. Cha làm mẹ, tứ thân phụ mẫu hai bên thì điều may mắn nhất, điều hạnh phúc nhất đó chính là nhìn thấy những người con của mình khôn lớn, trưởng thành và hạnh phúc như ngày hôm nay. Và trong ngày lễ cưới, ngày trăm năm của hai con thì những người thân yêu trong gia đình, đặc biệt thể diện trên khu vực đài hoa sân khấu ngày, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và những mời tình cảm với ba người mẹ thân yêu của chú rể. Mạnh Hùng trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng trở về sân khấu để cùng gửi gắm những lời yêu thương cũng như trao quà kỷ niệm cho hai con trong ngày vui may. Trân trọng được kính mời ông bà. Đặc biệt sân khấu này đó chính là một người ba phúc hậu, một người mẹ tảo tần luôn ngày đêm lo lắng cho con từng bữa cơm, từng giấc ngủ, luôn lo lắng cho con trên mọi bước đi của cuộc đời. Và cho dù cuộc sống có gian truân, có vất vả như thế nào thì ba mẹ vẫn là người gánh chịu, luôn mong muốn cho con luôn lớn trưởng thành hạnh phúc và nên người và giây phút yêu thương trong buổi thay. Sau thân mẫu của chúng em Mạnh Hùng đang gửi gắm những món quà yêu thương, những món quà nhỏ nhỏ để tặng cho con trai, cho người con dâu yêu thương của mình. Và mong rằng hai bạn trẻ Mạnh Hùng bên anh có rất nhiều bản lĩnh cũng như đủ tự tin để chèn lái con thuyền tình yêu của mình đến bến tỏ hạnh phúc. Hiện lúc này đó chính là người em gái thân yêu của chú rể Mạnh Hùng, thưa quý vị. Những tình cảm rất là tuyệt vời, rất là đoàn kết. Và đúng là anh em như thể tay chân đúng không ạ? Dãy này đủ bọc giỏ hai đứa đợt. Những góc sân, những khoảng trời mà anh em đã dành tặng nhau với biết bao kỷ niệm sống chung trong một mái ấm gia đình. Và ngày hôm nay thì được chứng kiến ngày vui, hạnh phúc cho năm của anh Hùng và chị Ánh. Người em gái, người em rể của đứa bạn trẻ Mạnh Hùng và Ngân Ánh trở về sân khấu, đó chính là tình cảm của Lan Anh đang gửi trao đến Mạnh Hùng và Ngân Ánh những món quà nho nhỏ, những quà ý nghĩa. Và mong rằng hai bạn có đồng sống thật hạnh phúc. Và đối tiếp chương trình cho quà trong buổi nay xin được trân trọng mời đại diện công ty Misa, công ty mà hai vợ chồng Mạnh Hùng và Ngân Ánh đang công tác, để chúc mừng cho sự kiện trọng đại của gia đình. Cảm ơn món quà đã cùng trở về với sự kiện ngày hôm nay. Cảm ơn anh, chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và thành công. Vâng, xin mời em, các em chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu. Hai người bạn của chú rể Mạnh Hùng đang học tập công tác tại nước ngoài, tại bên Nhật Bản đúng không ạ? Và hai người bạn của chú rể Mạnh Hùng đang công tác tại Việt Nam cũng muốn gửi trao những món quà yêu thương, những món quà nhỏ nhỏ dành tặng cho hai em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay cô dâu của rể, thưa quý vị, rất là may mắn đúng không ạ? Thì đó nhận rất nhiều những tình cảm tuyệt vời, những món quà đến từ những người thân yêu trong gia đình, đặc biệt những người bạn. Cảm ơn em rất nhiều, chúc cho các em thân nhiều sức khỏe và vững bước trên mọi lĩnh vực cuộc sống luôn luôn. Trai đảm việc nước, gái đảm việc nhà,
trai từng mở hàng say sản xuất, gái tương chồng trung mậu đảm đang, hạnh phúc lon sông hạnh phúc nhà, thắm tình tổ quốc vẹn tình ta, và diện lòng cũng đã nhấp men say, mà tình lòng cũng đã rất đầy lòng nhau. Thưa quý vị thân mến, tình yêu của Mạnh Hùng và Nguyễn Ánh sẽ còn được viết giải theo năm tháng. Niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình sẽ còn được nhân lên theo từng ngày. Chương trình tổ chức đại tình cưới, đại tình hình hôn chúc mừng và cho mối tình đẹp duyên của đôi vợ trẻ Mạnh Hùng Nguyễn Ánh trong buổi hôm nay, thưa quý vị rất muốn được kéo dài. Tuy nhiên công việc hai họ đang chờ, và rất tiếc khi phải nói lời chia tay. Những này thì cho phép anh em tập đoàn âm nhạc Tự Uyên xin phép được khép lại chương trình tổ chức đại tình cưới chúc mừng phúc chân lòng dành cho đôi vợ trẻ Mạnh Hùng Nguyễn Ánh buổi trưa hôm nay. Xin gửi cảm ơn trân trọng tới sự diện thân thương, sự diện vàng ngọc của các vị đại biểu tất các quý đặng trai đặng gái và con xóm, những người thân yêu gia đình, những người bạn hiếu, những người bạn đồng nghiệp của chú rể và cô dâu đã trở về đông đủ và dành tặng những lời chúc, những món quà ý nghĩa cho đôi trai tài gái sắc của ta trong buổi nay. Xin kính chúc cho đơn vị chúng ta thật nhiều sức khỏe, bình an, an khang, hạnh phúc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Something.
yêu rất nhiều. Hứa với em đi hết cả cuộc đời. Trần đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu. Trọn đời tình nghĩa vô thể đến hết đời. Tình vẫn như xưa. Cảm ơn anh đã thương em. Thanh xuân này chỉ dành cho em. Tình thương đó là tình phố thế. Cả cuộc đời không thay thế ai. Hỡi người em yêu thương. Em thương anh là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu. Cả đời này chỉ dành cho anh. Đến hết đời, tình vẫn như xưa.